Trang đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì lại là mình đây nè mày, con bóc bé quyết mình ấy. Trời, có cái tên của mình mà mình cũng phải quen đi nữa mà. Đấy, thì lại là mình đây, bé kênh của anh em đây. Đấy, hôm nay anh em tôi sẽ đi reaction một cái video của anh Đất Ngỗm nha anh em. Phi vụ cuối cùng tập 2 đó. Thì nghe nói cái video này hot dữ lắm anh em. Đúng đúng. Thì bây giờ tôi sẽ vô tôi xem anh em. Thử hiện anh em mà tôi chưa xem cái video này luôn anh em. Điều tiên. Đó. Thì cái tên là Đất Ngỗm Đồng Đồ. Ông chồng giành lại người yêu tập 2 đó. Thì cái video này anh em nào mà xem rồi á thì anh em ở lại xem với mình luôn nha. Còn anh em nào mà chưa xem á thì anh em cũng ở lại xem với mình nha. Sao? Hey, thì trước khi xem video anh em nhớ cho mình xin một like cũng như là một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé anh em nha. Ok bây giờ show quốc luôn anh em ơi. Càng lại, ở tập càng trước đúng không? Cái này có tóm tắt tập 1 anh em ơi. Cái tập 1 mình cũng chưa xem luôn, hiểu anh em luôn. Cái tập 1 tôi chưa xem nha anh em. Mày đừng có bốc quét. Giờ coi cái tóm tắt tập 1 cho nó hiểu xem tập 2 anh em nha. Cho đàn em sang địa bàn của ông Chu Ma Lốc để nghe nén thông tin về phi vụ sắp tới. Và Hải Dubai, đàn em thân cận của Đức Móm đã lên đường và đi nhận nhiệm vụ. Địa bàn của A Lốc rất đông người, lên Hải rất tỉ mỉ, nghe lén từng thông tin rồi báo về cho Đức Móm. Thông tin được Hải nghe thấy đó chính là toàn bộ hàng hóa sẽ được thay đổi bằng sắt và gỗ. Và một điều quan trọng mà Hải nghe thấy đó chính là A Lốc đã giết chết bé Mon, người yêu của Đức Móm. Hải Dubai chạy về địa bàn. Ê khoan. Dừng khoảng chừng là 2 giây. Người yêu của bé Mon đã bị giết chết đúng không? Đúng. Là nghĩa là người yêu của người yêu bé Mon, người yêu của anh Đất bị giết chết đúng không? Nhưng mà sao cái tiêu đề này là Đất Một Động Đồ ông chùm giành lại người yêu là sao? Người yêu bị giết rồi thì lấy cái gì mà giành lại nữa đúng không em? Người yêu bị giết rồi sao giành lại? Xem tiếp chờ nó dễ hiểu. Bàn và kể cho Đức Mon toàn bộ vụ việc mình đã nghe thấy. Một mình Đức Mon tới quán bar để thanh toán A Lốc. Nhưng mà do độ cao cao quá cho nên là không nhìn rõ A Lốc với ai cả. Cho nên là Đức Móm đã giết một đàn em của A Lốc. Ông Chùm A Lốc và đồng bọn truy đuổi Đức Móm. Đức Móm quy họp lại tất cả các anh em trong xã đoàn, chia ra bao vây khu quán bar. Một mình Đức Móm vào hỏi chuyện và bị bắt lại, đưa ra pháp trường. Khi A Lốc chuẩn bị cho người lổ súng thì đàn em của Đức Móm đến. Lộc Cá Chép cũng đến giúp. Em Lộc Cá Chép đến cứu anh đây. Mày thấy chưa? Tao nói rồi. Cần phép phim giang hồ đấy nếu mà phim giang hồ đấy đùa. Ôi, đàn em tao rất là đông. Thằng vô dân bác. A Lốc muốn nói gì nữa không? Tao xin lỗi. Này thì xin lỗi này. Mày xin lỗi thì người yêu tao còn sống lại được nữa không? Hả? Đấy anh em thấy chưa? Người yêu tao chết rồi nhưng mà sao video này lại là để giành lại người yêu? Có hiểu nhưng mà phải xem thì mới hiểu được anh em ạ. Còn mấy con chó kia nữa. Anh em, lên. Ở tập trước, đàn em của A Lốc đẩy bé Mon xuống vực. Trong lúc đó, ông Trùm Sa Vi của một xã đoàn khác đang ỉa bậy trong rừng thì phát hiện ra bé Mon đang bị bất tỉnh và đưa đến bệnh viện. Và từ đó, bé Mon đã bị mất trí nhớ và trở thành vợ của ông Trùm Sa Vi. Phi vụ cuối cùng tập 2. Cái này là tóm tắt tập 1 thôi, bây giờ mới tới tập 2 nhỉ. Mới uống ba lon bia đã buồn tè rồi. Tè bệ một cái rồi đi uống tiếp. À, phê quá. Đúng là đi chơi với gái không ạ? Đâu mà anh em làm cái phim này phải suy nghĩ chắc xám rồi dữ lắm anh em. Đó, chế ra cái phim này phải suy nghĩ ghê lắm nha anh em. Phải thêm người giờ diễn nữa hơi khó anh em mà. Phim này căng lái. Bằng đi đãi kịp thời. Ừ, hình như kia là chị Mon mà. Phải theo xem phải không đã. Cuộc đời khi trắng khi đen rồi khi cho vay hỏi người có đòi được đâu. Anh Đức gì mà hấp hối thế em ơi. Ơ kìa, cái thằng này hôm nay láo nhở, quất tao một cái mất mẹ 28 máu rồi. Chuyện quan trọng lắm. Mày lại gây chuyện đúng không? Kể anh nghe xem nào. Em thấy một thằng ăn mặc lồng lấy đi Z1000 thì liên quan gì đến anh? Z1000 thì nhà anh có cả 100 chiếc, có thế cũng kể. Nhưng mà giấy 1000 mà có cả 100 chiếc cái này. Đại gia Đất Ngỗm anh em, Đất Ngỗm Dubai mà. À, người ngồi yên sau là chị Mon. Mon mất rồi cơ mà, mày kể rõ hơn xem nào. Lúc sáng nay em đang đi tè bậy thì thấy hai người họ đi qua nhà máy điện. Chúng mày hôm nay đi theo thằng Hải nhá. Còn thằng Hải nhớ biển số xe của nó không? Dạ có ạ. Vậy thì lên đường đi. Đại ca có cần nhờ bên thằng Lộng Cá Chép không ạ? Càng đông thì càng tốt. Yêu em nhiều, lòng này nhói đau. Rồi coi tiếp anh em ơi. Phim giang hồ mà cũng có tập bùn nữa là trời. Thôi về bé Mon. Phim giang hồ mà cũng có cảnh bùn nữa là sao trời. Ôi là trời.
sau buồn ngủ vãi cái đái luôn à, mới mua giày nè, mới mua giày vô quay video luôn. Nhưng mắt cô xóa dòng đời này ai phong trang vỡ tan. Đại ca ơi, em tìm được thông tin và địa chỉ thằng đó rồi. Đâu đâu đâu, kể cho anh nghe xem nào. Thằng đó tên là Savi, một ông trùm phía Nam, tiếp quản khu dầu mỏ. Thế bây giờ nó đang ở đâu? Hiện tại thì nó đang ở quán ba Las Vegas. Họp lại tất cả anh em, lên đường tìm nó. Xong phi vụ lần này anh có thưởng. Savi. Tất cả anh em, lên đường. Dạ, thưa đại ca. Tất cả chúng mày nghe cho kỹ đây, đứng ở ngoài này, để anh vào nói chuyện. Anh bị làm sao mới được ra nhớ chưa? Còn bây giờ thì ở yên đây và trật tự. Hai anh ơi, cho tôi gặp người ở bên trong. Quán bà đã có người bao trọn đêm nay rồi, về đi nhóc. Bao trọn có một đêm, tao bao trọn cái quán bar này trong vòng 1 năm. Thật là nực cười. Đúng là đại gia đất bổ quá đi mà. Người ta bao trọn một ngày, ổng bao trọn một năm. Úi dồi ôi, gấp 365 lần ấy. Là 365 ngày anh em. Mày đi về đi, không mẹ lại mắng. Tuổi trẻ chưa trải sự đời. Bố mày là Đức Mõm. Ui, ngầu khét, ngầu vãi đái nữa mà, hơi bị ngầu đấy. Ngầu. Tao đang rất là mệt mỏi, hai chúng mày nhường đường cho tao qua, không thì ăn đòn. Dạ, bọn em có mắt như mù. Xem ra chúng mày cũng biết điều đấy. À, vô quán bar nhạc lên, quán bar này chuẩn bị quá trời người nhảy ở trong đây cho anh em coi nè. Ôi dồi ôi, quán bar sao lại có 2 người, 3 người. Quán bar thường thường phải tầm 20 người, 30 người trở lên. Quán bar này có 3 người vậy, ai nhảy, ai DJ cho nhảy nhạc vậy cha. Quán bar có 3 người rồi, ai mở nhạc, ai DJ, ai nhảy, ôi dồi. Nhạc đi, hai con kia tránh sang một bên. Ái chà chà, Savi đây đúng không? Nắm tiền đấy, mỗi bên một em, được. Mày là thằng nào? Tao là ai thì mày không cần biết. Trả lại tao cô gái mà hôm nay mày chở xe máy đi qua nhà máy điện. Cô ấy tên Mon, là vợ của tao. Cô ấy thất lạc suốt mấy tháng nay rồi. À, thì ra là mày có không giữ mất đường tìm. Và mày cũng không đủ tuổi để nói chuyện với tao, ok? Cho mày nói lại, tao cũng xin tự giới thiệu luôn. Tao là Đức Mõm, chùm của xã đoàn Free Fire. Khôn hồn ấy thì trả cô ấy lại cho tao. Tao cho mày đúng 3 tiếng để vừa giải thích và đưa tao về gặp vợ tao. Dễ như vậy mà không làm được ấy, thì bằng này cây súng ở đây thì bấy nhiêu viên đạn. Ôi dồi ôi, chạy ăn hiếp người ta nè, quá chạy người đi ăn hiếp một người nè mà. Được găm vào đầu mày, biết chưa hả con lợn? Bình tĩnh ngồi xuống nghe tao kể. Có gì thì kể hết đi. Cô ấy tên cũ là gì? Mon, Bành Thị Mon. Mà... Bành Thị Mon. À mày kể đi, mày cứ lòng vòng đấy nhở. Hôm đó tao đang đi du lịch trên núi thì thấy cô ấy mình... Đi du lịch trên núi. Hồi nãy Đức Mõm là đi ỉa bậy trong rừng. Bây giờ thằng này nó nói đi ỉa trên núi. À, đi du lịch trên núi. Chảy máu và bất tỉnh. Sau khi đưa cô ấy về bệnh viện thì cô ấy không nhớ gì nữa. Và tao và cô ấy đã trở thành vợ chồng. Kể thì cũng kể rồi. Dẫn tao đi gặp cô ấy. Đằng sau có cái gì kìa. Đằng sau có cái gì? Đâu đâu, cái gì? Có gì đâu. Tao bảo vệ với thằng đàn em chứ có gì đâu. Đằng sau có cái gì ấy chúng mày? Ơ kìa, nó chạy. Kìa, nó chạy đường kia, đuổi theo nó. Có mỗi cái việc canh nó thôi mà cũng để tao phải ra lệnh. Đuổi theo nó. Hải và Long đi theo tao, còn lại chặn mọi lẻo đường, không để cho nó thoát. Đuổi thôi chứ không được bắn nha anh em nhá. Mày đứng lại. Ối dồi luôn anh em à. Đuổi, hồi nãy là bên cổng trời mà đuổi qua tới bên tháp đồng hồ. Căng đấy. Nhớ lại vị trí đây. Chạy hơi bị xa đấy. Cho anh. Đứng lại Savi, đứng lại. Rồi xong tới công chuyện, đàn em nó ra là quá trời thằng luôn rồi. Đây. Bây giờ còn có 3 thằng sao chơi lại chừng này thằng. Là địa bàn của tao, con chó à. Trả cô ấy lại cho tao. Chị Mon kìa đại ca. Mon, anh này, chồng của em này, nhớ anh không? Tôi không phải là Mon, tôi là Nan. Ủa, mà anh là ai? Mày gọi vợ tao làm gì, cô ấy đâu có quen mày.
Bằng mọi giá, mày trả lại cô ấy cho tao. Muốn lấy lại thì dễ thôi, 500 tỷ và 50 căn villa. Được thôi, 5 giờ chiều tao có mặt. 50 căn villa mà nó đừng về, đánh giá cái nào. Mày mà cho người qua đây quấy phá ấy, tao giết nó luôn. Bây giờ 500 tỷ thì mình đã có rồi, còn 50 căn villa thì lấy ở đâu ra bây giờ Hải ơi? Ngồi đây suy nghĩ bằng mọi cách để đưa ra đáp án. Chỉ thiếu đúng 50 căn villa là mình chuộc được Mon về rồi. Hải ơi, nghĩ giúp anh đi. Anh bình tĩnh để em suy nghĩ. À đúng rồi, bố già có thể giúp anh. Vì ông đang phát triển chuỗi sòng bạc lớn nhất Chicago nên anh mượn mấy trăm căn mà trả được. Đúng rồi, ý kiến hay đấy. Không hổ danh là cánh tay phải của anh. Hải, cho người sang băng. Không, cánh tay phải. Ôi giời ơi, cái này tay trái mà cha. Ôi giời ơi, con lại cụ. Tay trái mà đi nói tay phải ông nội ơi. Cái này là tay trái mà, có phải tay phải đâu anh em. Trời sai rồi, nói vậy sai. Đức đang ha, cái thằng Hải này nè, đang đứng bên tay trái của Đức, không phải tay phải mình Đức. Thì nói là, ôi gì, đúng là cái tay phải vậy là sai rồi. Của thằng Khánh Sơ Cai, kiếm được căn nào thì kiếm. Thằng là trường hợp tay trái chứ. Không nghe máy. Đến nước này rồi thì phải nhờ đến bố thôi. Alo, tao nghe này con trai. Dạo này bố khỏe không? Dạo này tao rất khỏe. Thế còn con? Con khỏe bố ạ. Mà con vào thẳng vấn đề luôn nhá. Con đang muốn mượn bố 50 căn villa. Đơn giản con ơi. Vậy bố bàn giao cho con sớm nhá, 5 giờ con có việc rồi. Ok con ơi. Mà bố bảo này, sau phi vụ lần này bố trở về Việt Nam, bố sẽ kết giao cho con với một người mà con phải gọi là anh và đáng phải học hỏi đấy. Anh ấy bên lĩnh vực gì vậy bố? Dầu mỏ. Vậy anh ấy là ai ạ? Ôi giời, gì vậy? Đang xem hấp dẫn mà hết mẹ anh em ơi. Mình đang tưởng đâu cái tập này là ghi chữ phi vụ cuối cùng, mình tưởng đâu là lấy lại người yêu luôn chứ chưa gì hết cha phim rồi. Mẹ đang xem hay hết mẹ phim, hết mẹ phim rồi mà thì chắc sẽ có tập 3 này mà tập 2 đây, chắc có tập 3 đấy. Nào có mình sẽ rỉa tình tiết cho anh em coi thì chắc video của mình cũng xin kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn những người đã xem hết cái này với mình nha. Đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một điểm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn anh em, bye bye.